VZ.ru mới đây đã đăng tải bài viết tại sao ông Zelensky không rút quân khỏi nồi hầm Donbass của nhà phân tích Nga Yevgeny Krutikov. Chúng tôi xin lược dịch dưới đây. Sau khi các lực lượng Nga kiểm soát gần như toàn bộ thành phố cảng Mariupol, hầu hết các nguồn tin, bao gồm các nhà phân tích và tình báo phương Tây đều cho rằng sẽ không thể tránh khỏi việc Nga hình thành một nồi hầm khổng lồ bao quanh nhóm quân Ukraine ở Donbass. Căn cứ vào những gì đang diễn ra ở mặt trận cũng như địa lý của khu vực, có thể thấy rằng 80% lực lượng Ukraine ở Donbass sẽ bị bao vây và tiêu diệt là điều không thể tránh khỏi. Sau khi Tổng thống Nga Putin tuyên bố hủy bỏ cuộc tấn công nhà máy thép Azovstal, các lực lượng Nga cũng đang được chuyển hướng tới Donbass từ Mariupol. Trong vòng 24 giờ qua, toàn bộ binh lính và cơ giới của tiểu đoàn Somalia nổi tiếng của Dân quân Cộng hòa Donetsk tự xưng DPA đã được rút khỏi Mariupol, đầu tiên là trở về thành phố Donetsk và sau đó là đến các khu vực khác của mặt trận Tây Bắc Donetsk. Nhưng nghịch lý là Kiev không những không ra lệnh cho những người này rút lui mà thậm chí còn nỗ lực tăng cường sức mạnh cho họ. Câu hỏi ở đây là người Ukraine đang nghĩ gì? Một mục tiêu từ đầu chiến dịch của Nga ở Ukraine rõ ràng là bao vây nhóm quân đối phương ở Donbass, nhưng căn cứ vào lực lượng Ukraine đang trở nên bão hòa ở mặt trận, chúng tôi đang thấy rằng Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công chứ không phải phòng thủ. Có tới 40.000 tay súng Ukraine đang tập trung trên tuyến phòng thủ từ Kurakhovo đến Avdiivka và 20.000 hoặc thậm chí nhiều hơn đang trên tuyến Slavyan-Kramatorsk cùng một lượng lớn tăng pháo. Các hành động tiếp theo của lực lượng Nga đang khá rõ ràng, các điều kiện tiên quyết đang được tạo ra để đột phá theo hai hướng Bắc và Nam dọc theo hai tuyến phòng thủ của người Ukraine. Chiến thuật của phía Ukraine đang dựa trên nỗ lực giữ từng mét đất Donbass, đặc biệt là ở những khu vực hẹp của mặt trận, cũng như quyết định tạo ra một nhóm quân gồm 4 lữ đoàn giúp đột phá vòng vây từ các đơn vị mới được tuyển mộ và rút từ Kiev, nỗ lực triệt thoái của nhóm quân Ukraine trong khu vực Severodonetsk, Luhansk trong vài ngày qua khá kỳ lạ vì không rõ họ có thể đi đâu. Lựa chọn duy nhất là hướng tới Slavyan, đơn giản là sẽ củng cố nhóm phòng thủ địa phương, mà sớm hay muộn cũng sẽ bị bao vây. Tính toán của Kiev hiện có thể so sánh với hành động của người Đức trong trận Stalingrad. Rõ ràng là một nhóm quân khổng lồ sẽ bị bao vây và không còn cơ hội sống sót, nhưng các mệnh lệnh được đưa ra là giữ mặt trận đến người cuối cùng và song song với đó là một đội giải cứu được thành lập. Có thể giải thích điều này như sau. Thứ nhất, Kiev vẫn tiếp tục hy vọng vào một lượng lớn vũ khí của phương Tây. Một số đoàn xe thành công trong việc vượt biên giới và đi đến tận Dnipropetrovsk đã củng cố điều này bất chấp việc hàng hóa sau khi được tập kết đã bị phía Nga theo dõi và tiêu hủy. Thứ hai, đó là ý tưởng đặc biệt về tinh thần chiến đấu của người Ukraine. Tại Kiev, họ đang tin rằng sự chuẩn bị về mặt tư tưởng trong các đơn vị ở Donbass lớn đến mức họ sẽ tử thủ nếu nhận được lời hứa rằng sự giúp đỡ sẽ sớm đến. Điều đó có lẽ được rút ra từ Mariupol, nơi tới những phút cuối cùng lực lượng Ukraine tại đây vẫn được trấn an rằng sự trợ giúp sẽ đến bất cứ lúc nào và họ sẽ được tự do. Chỉ khi tình thế khác đi rõ ràng thì sự đầu hàng hàng loạt mới bắt đầu. Nhóm quân Ukraine ở Severodonetsk rời khỏi khu vực để tập kết ở Slavyan rõ ràng chỉ vì một tuyến phòng thủ mới đang được hình thành ở đó. Thứ ba, cuối cùng và cũng là lý do quan trọng nhất đối với Kiev, đó là việc cầm cự ở Donbass sẽ đem lại cơ hội cho cái gọi là một bước ngoặt. Bản thân Tổng thống Ukraine Zelensky đang nghĩ hoặc ai đó đã truyền cảm hứng cho ông ấy, giả thuyết này khả thi hơn, rằng cần giữ vững Donbass cho đến giữa mùa hè và vào tháng 7 sẽ có một số loại thay đổi địa chính trị quy mô lớn trên thế giới dẫn đến chiến thắng của Ukraine. Cần lưu ý rằng đối với Kiev, việc tạo ra thế bế tắc trên chiến trường ngang bằng với chiến thắng. Và để cầm cự ít nhất cho đến thời điểm đó, Ukraine cần phải tận dụng mọi cơ hội bao gồm cuộc phòng thủ vô nghĩa ở Mariupol và việc bỏ rơi nhóm quân ở Donbass. Logic này không đơn thuần về quân sự mà là về chính trị, hàng chục nghìn người sẽ hy sinh cho những mục tiêu xa vời. Về phía Nga, họ hành động hoàn toàn theo kế hoạch, thứ được cho là chậm chạp, trên thực tế thời gian đang dành cho việc bảo toàn nhân lực và thậm chí là một nỗ lực để qua mặt trinh sát của đối phương trên thảo nguyên trống ở khu vực phía nam của mặt trận. Do đó, Moscow không muốn tiếp tục lãng phí binh lực trong các mục tiêu thứ cấp bất chấp việc nhiều người đang hy vọng một cuộc Blitzkrieg tấn công nhanh bằng cơ giới đến Odessa thông qua Nikolaev Mykolaiv. Cuối cùng, mục tiêu của Nga vẫn rất rõ ràng, nhóm quân Ukraine ở Donbass sẽ bị bao vây bất chấp việc Kiev cố gắng duy trì sự ổn định tại mặt trận này trong một thời gian dài bằng sinh mạng của hàng chục nghìn binh sĩ.